Hey yo, chào mừng mọi người trở lại với Sao Lý Theory thứ 6, tập 6 rồi. Vâng, bây giờ tôi mới danh 7 và tôi muốn nốt hôm nay là tôi lên danh 8 cơ, để tôi đổi ạc đó. Nhưng mà thôi, hôm nay đánh nốt ạc này. Tôi đánh một trận. Đánh một trận xong tôi sẽ đổi sang cái ạc kia. Hiện tại là tôi thấy là ý tưởng của nó chơi gần hết rồi và không có gì đặc sắc cả. Rồi, lại chọn tường cuối cùng. Và đội bạn đã biết hai con SP mà tôi chơi rồi. Bây giờ tôi còn hai con để chơi. Em mình thì ui rồi ôi, máu giấy đừng hỏi luôn. Bây giờ tôi phải làm trâu, chắc chắn phải chơi con Goblin rồi. Đó, không còn cậu con nào để chơi nữa. Đây rồi. Và vẫn những lối vừa rồi cũ, không có gì cả. Thế lớp bảo hộ và giày chạy bộ. Giày chạy bộ sneaker. Và nên đi theo Merlin, một con combat đam cực kỳ yếu ở thời điểm đầu game. Không dám chắc rằng tôi dám chơi được không này. À, một hình tượng cơm rồi. À, chắc chắn cơm rồi. Ăn em ra. Ăn em ra. Ăn em ra ra. Hấp nó. Chấu gì máu. Nó hấp lại thằng khốn nạn này. 10 giây của anh đấy. Anh ngồi ăn đấy. Không chết nó được, không chết nó được. Ăn con này. Đó. Anh đỡ đạn cả. Có vẻ tên bạn cũng đang cố gắng để ăn rừng, vẫn vào cướp rừng đấy đúng không? Đúng rồi. Thôi. Ui, sợ quá. Ông lên đồ lên này, tôi cũng hết hồn ông rồi. Ôi, combat rồi. Combat thôi. Ông Arca thì ông ấy đang lượn lờ đây. Ông mà màn tham dự sẽ để đội bọn đội mình xa. Làm gì vậy em? Đi đâu em về? Đi đâu em về? Đi đâu? Ô, chém chay chơi nhỉ? Vui vẻ tí thôi. Rồi. Coi như là một màn trao đổi máu. Màn trao đổi máu me ở đây. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Rồi, hồi máu thôi. Phục mặt đá hay nào nữa đây. Thì sẽ xuống top cho cái gì nào. Kinh nghiệm tốt lắm khả quan. Kinh nghiệm mít mới là cày. Xem nào. Thằng Merlin này nhá. Chơi thì đéo biết chơi rồi. Farm lính đéo biết con farm mà không. Ông ngồi ông cứ lượn lượn rồi vậy. Bật chế độ bóng tối lên để làm gì? Để chạy nhanh đi. À, đấy thì cũng còn thằng nào. IQ này chỉ bằng điểm thi đại học của nó thôi. Rồi sao? Rồi ôi. Cướp rồi. Ăn được rồi. Về em ơi. Này. Đùa. Thật các bạn, trận này đánh khó quá. Sự tem bạn đánh rất là hay, mình không biết làm nào cả. Sự cố gắng thôi, không còn cách nào khác. Cố gắng. Cố gắng. Không còn cách nào nữa rồi. Vâng, và anh em sơ. Và tôi mong là tem bạn cứ đẩy hổ báo đi em ơi. Hổ báo đi em. Đúng rồi. Đánh chết trả luôn. Rồi, làm gì? Làm gì? Rồi, một mạng. Một mạng dành cho SP. Vâng, anh dừng vẫn ngồi phát. Thôi em ơi, đừng rồi, nói em.
khổ lắm, đuổi nó mệt lắm. Nó ngồi nó đánh vừa lùi ấy. Đuổi nó bằng răng. Còn bây giờ thì mình đã có tiền rồi. Đấy, đi lại có hồi máu, ăn nó con nữa đi. Rồi, đấy, biết farm đấy. Khôn dần lên rồi đấy. Nhá, bây giờ mình sẽ lên nó ăn ca. Ơi, đi đâu. Rồi, đi đâu em ơi. Đau thế. Đau nhờ. Mình ăn được rồi, một một. À, vừa để gỡ được một mạng của mình. Bây giờ tiền đang chênh một ca tiền. Đầu game chênh không thành vấn đề. Giữa game mới là vấn đề quan trọng. Tách ra, đánh em chơi, tách ra. Đúng rồi em. Boom. Thằng kia chọn đầu lắm. Ăn nó luôn. Bốc bắp họ nó luôn ra. Tiếp đi. Đúng rồi. Oh, hay quá em ạ. Cảm ơn em nhé. Thôi, xin lỗi là tí. Là lỗi của tôi. Xin lỗi bạn. Ấy ấy, rồi ôi vội thế. Đi mà xoắn đi. Có cái gì ở đây đâu. Tôi không vừa mà ăn một bạn thôi mà không lên như ruồi bầu cứt. Không có cái gì. Không có cái gì đây, tôi ăn có mỗi mạng mà xoắn tít hết cả lên. Đấy. Dễ lắm mà. Hai phát à. Ờ được rồi, tôi sẽ làm mít. Lại làm mít. Lại. Cửa hàng đã mở. Mua được rồi. À, 100 tiền. Hợp lý. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Choáng luôn em ạ. Choáng đấy. Đuổi à. Rồi, lại mạng rồi. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Không có cái gì để nói nữa. Phà cờ bát hay đấy. Đấy là mình không vết mạng. Ok, mình không vết mạng. Mình không tét nhá bạn nhá. Các bạn đừng hiểu là mình chỉ đánh thường thôi. Nếu như mình không đánh được, nhỡ AD mình không đánh được thì làm sao? Đúng không? Mất thì tiếc lắm. Thôi mình cứ ăn cho nó chắc nhá. Đấy. 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 Làm gì? Gì? Ê, có vấn đề gì? Ê. Vấn đề gì đây? Ui. Ui. Bắt đầu rồi đấy. Ui. Bắt đầu rồi đấy. Mình có cái hồi máu trước 3k8 4k5 là thằng nào kia. Ui đồng bóp dầu. Có 1-1-1 thường phàm về vậy. Được rồi. Cho xét tình hình. Ô mít. Mít vừa thấy bóng dáng của một số thanh niên mò lên. Không, chết một bé rồi. Nhanh quá. Em ơi nhanh quá. Này, bóp thêm máu cho này. Ngồi đó sướng. Nha. Sàn tẹp. Không phải lo cái gì cả. Có thể là support ra anh. Support đi. Ui dồi, đau. Đau quá. Đau lắm. Nữa đây nào. Bán này bọn nó lên đam nhiều rồi. Tí anh mới lên ốp hai cái giáp vào. Ui. Ui. Đau thế. Nhanh thế. Chứ gì đã ôn thi rồi. Làm như nhà nằm đánh túng nắm thiên hải. Trời ơi, đánh thường thôi, không cần phải đánh nhiều. Ok, làm quả cơm lặng đấy, úp máu này. Đó. Hai, hai. Đoán, ui chết rồi, chết rồi. Chết, ui chết, ui đau quá. Chết rồi. Mẹ ơi, sao mình có thể ngu thế nhỉ? Sao mình có thể ngu đột xuất thế? Ui ạ. Mày làm cái gì vậy? Em mà cũng không ăn được. Chết cha rồi. Chết cha tôi rồi. Để yên này. Để anh nên anh gỡ cho nhé. Các em cứ ngồi yên đấy.
Anh đến rồi đây. Đâu rồi? Sky bắn ác nhỉ? Lên đam mà ông dùng spam kín như đúng rồi. Rồi nó làm rồi lên. Đó, ông thấy chó sủa chưa? Hả? Gáy lên thế nào? À, chạy đâu? Ôi! Ôi! Hồi máu này! Nó này! Các ông thấy chưa? Hả? Các ông thấy chưa? Các ông nghĩ gì? Hả? Đánh đồng đội tôi, đánh tôi khó lắm nhá. À, mày chạy nhanh kịp. Lại đây ăn tiếp vào. Có gì mà phải sợ, trời ơi. Thôi, mình thả sẽ cho anh ca ngồi. Còn mình thì lượn ra mít. Đâu rồi? Mít cũng này nhỉ. Thôi đấy, cứ ăn quái đi ạ. Ăn quái để lấy chút máu rồi. Cái thằng này. Không ăn được. Chết rồi. Chết rồi giờ. Thôi em ơi, thôi thôi, chết rồi rồi. Ôi rồi ôi. Sợ quá. Bắn phát nữa. Đó. Rồi máu đã có là không. Không tiết kiệm làm gì hết. 70 giây là khoảng 2 phút. Rồi. Bắn nó đi em. Bắn nó đi, thêm mà nào, thêm mà nào. Thêm cả. Thôi thôi, được tốt. Ui, làm bắt bóng bị khoét đau nhỉ. Ui. 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 Ôi. Ôi. Sợ chưa? Bóc bắn ghê thế. Sợ lắm, đừng cẩn thận cái thằng khốn nạn đấy. Thằng bóc nó xanh rồi. Nó nhiều tiền lắm rồi. Không động được vào nó đâu. Thằng này là cứ phải úp cho. Thằng này để đây, bắt lẹ. Thằng giàu nhất đem mình là thằng mít. Là thằng boss từ nãy giờ được pha mà nó chả giàu hơn cái gì hết. Chuyện lạ đấy. Rồi. Bình tĩnh em. Đừng. Đúng rồi. Đấy đúng rồi. Thế là tốt đấy. Anh lên đây. Anh lên đây. Mình ăn được một mạng, ăn được một mạng. Vẫn lãi được một mạng, ok. Tem mình hiện tại đang tuổi rất là sát tem bạn. Thôi mình không có mang nữa. Đây là chú đồng đội. Đây này nào em ơi. Đấy, đúng rồi. Hay quá, hay quá. 2, 1, choáng. Úp đó. Úp đó. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, hay quá. Ok, chết không nào, chết không nào, chết không nào. Ăn được hai mạng là diễm phúc lắm rồi. Và nữa lên Atlas. Cho nó sợ luôn, riêng mấy cái thằng lên đam nhá. Mày cẩn thận tao đấy. Kể cả thằng Lancer. Riêng Lancer nhá. Nhá. Riêng Lancer nhá. Nhá. Nói cho mà biết nhá. Là nên áp nát là mày tính là khổ lắm đấy. Nhá. Các em show hàng anh xem ạ. Đấy. Rồi. Một 7 giây nữa. Anh quen rồi. Đấy, đấy, ghê, ghê, ghê. À, ba con, cơm lặng được cả ba. Cơm lặng được cả ba. Choáng con này vào. Ui, nó cũng ăn được. Nhưng mà không sao em ạ. Thôi, về, về, về. Ui, sợ, sợ. Ui, 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 ui.
rồi, úi rồi. Đấy, đúng rồi, phải thế này này. Ui, chết luôn. Một đổi một được ấy. Ui, nhưng mà chết. Ui quá, ui quá. Để xem cá nó có nào. Đây, đây. Lantern. Úi giời. Lại, rồi, rồi, hay quá, hay quá. Vỗ tay. Quá tuyệt vời luôn. Thôi đi về nha. Tốt kìa em ơi. Đấy, lên được Atlas rồi. Bây giờ lên cái giày tù và giày chiến tranh nhá. Giày chiến tranh nhá. Chiến tranh. Đấy, lên đồ SP max option luôn nha. Không có đồ công hồi chiêu gì hết. Mặt tay. Quả này phải đỏ trong bóc. Nó đạn nó làm gì đấy đấy rồi nó bị bật rồi nhá, cứ chém tiếp đi đấy được làm cho chạy đừng 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 ui đau quá đau quá ui ghê quá vóc đánh ghê quá hút máu đâu ghê quá ghê quá bình tĩnh thôi đánh cứ phải từ từ mình vẫn đuổi sát em nó cách nhau đúng một ca vàng ôi có mặt nhanh quá hồi máu cẩn thận á to stop nào lúc đó giết đúng rồi mấy cái thằng có lên tanh đâu toàn lên phép lên đấy toàn lên phép thôi thua là cái chắc không có gì là không thể nhá fit ban đầu đừng tưởng anh mới thua nhá. Cẩn thận chết đấy chết đấy con này nó nhổ về đây đúng rồi sút bùm rồi ôi làm gì tiếp con nữa không ồ ăn ca ta hơi bị nhạy đấy nha pro player ăn ca đừng có đua nhé vóc bây giờ xoáy xoáy ngôi hết rồi 11k2 11k3 ơ kìa ơ kìa chạy được không chạy được chạy được chạy được đừng chết đừng chết đừng có chết chạy đi đừng còn gì mà nó đuổi kìa được được rồi được rồi được rồi hồi máu này ăn lát nữa chưa dùng hay lắm quá chắc kêu quá wow. Nghe cái gì nghe sốc quá ui ui thánh đây rồi nghe sốc quá quá chắc tiêu hay quá rồi bảo nện con rồng đúng không để chết nó đi để ra hai con rồng khác ồ rồng rồng vậy sắc thế đấy ăn cà này xem bạn chưa thấy đâu đấy ăn cà đang dụ ở đường dưới đấy mà xong thì có bát luôn có bát luôn giày chiến tranh tiếp theo nữa lên hẳn cái giáp chống sốc
nha. Nhưng thằng này á, bốn thằng này, ba thằng cũng được, à, bóc đâu, bốn ấn số, số ba, làm gì, bắn trụ, rồi mình chết, đem ăn được khá, ui, ui. Chết hết rồi. Nhưng mà được cái là đẩy xu vào, đẩy trộm mà. Thế không ăn thua rồi. Ui, lại chim vào kia rồi. Quyết chắc kiểu. Mình không quay được cái cảnh con ăn cà đẩy hay quá. Ăn cà đẩy hay quá. Bạn tên gì nhỉ? Lưu danh sửa sách à? Liên Núp. Đấy, nghe cái từ núp thôi là mình đã biết bạn đánh hay rồi. Rồi, bạn giấu nghề đúng không? Bạn là một người khiêm tốn. Bạn cố tình để tên bạn để người ta nghĩ xấu về bạn. Nhưng không, bạn là một người rất khiêm tốn. Bạn có một, đó thể hiện một cái tinh thần rất là tự gì nhỉ? Không biết nói nào, không dễ tả thành lời. Đấy, một tinh thần rất là tuyệt vời. Không biết nói nào ngoài từ tuyệt vời ra. Trời, sụp đất quá. Mình khóc rồi. À, hai quả khoa trà kì. Quá là hay. Rồi, quên vụ khoa trà kì đi. Và bây giờ là bạn Melin bạn đang ngồi. Và tem bạn đã xuất hiện rồi. Xuất hiện với những tem như thế nào đây? Anka đang được im. Đỡ đo nào? Không đỡ được. Không kịp đỡ. Vóc chưa thấy mặt đâu. À, bật block rồi. Thanh niên bật block sớm, được lắm. Bật block sớm thì không được một cái gì cả. À, Sky, bố tá. Thôi, cứu đồng đội nào, bật giáp lên. Cầm ra. Búp máu, bật block. Rồi, áp lắp. Rồi, hy sinh rồi các bạn ơi, hy sinh rồi. Ăn được không? 3 đầu 4. À, 4 đấu 4, không phải 3 đấu 4. Vào tiếp. Đừng đánh con đấy, đánh con này này. Đúng rồi, đánh ăn đi. Đừng có đánh con SP. Đừng đánh SP. Cái thân dừng là đánh không biết đánh gì hết. Đúng rồi. Quá hay. Không còn lời diễn tả. Quá combat, quá đẹp. Mặc dù dừng không có mặt, nhưng mà vẫn trụ được đến cái phút và một vài thằng nó mất. Được không? Đấy. Đi quen đánh không kém cạnh vóc khi mà không sử dụng nội tại bắn liên thanh. Bây giờ là một màn 3 đấu 1 con đồng. Bây giờ mình đã hồi sinh ra rồi. Không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo. Đó. Hiện tại trong các chỉ số của mình là hiện tại máu đang 41, giáp vật lý là 287, giáp thép là 1.42. Hồi chiêu đâu vậy? Hồi chiêu không quan tâm cái hồi chiêu. Đó. Quan trọng là kháng phép ít hơn. Nhưng mà quả này nha, giá nhiều 300. Mấy cái con nên cưa ấy. Mẹ là con phải úp đặc biệt với Sky. Rồi, bật ra. Ngon. Con Black Claw lại hiện. Đừng em ơi, chết đấy. Thế này con đi được nọ được kia này. Xốp. Ba thằng. Chạy nhanh lên em. Gáy luôn đi. Rồi Black Claw luôn. Quả này chắc chắn là Black Claw rồi. Tập trung ra đây em ạ. Thằng Sky để anh dình cho. Chúng em không cần phải lo. Tập trung vào đây ăn hết cho anh. Để thằng này anh ra anh ăn. Thư nhà mày. À, mày đi đâu? Tao ngồi dọc canh luôn nhá. Không có cửa để xuất hiện. Lên tốt rồi. Hay quá. D
tiếp theo là những cái màn đánh đập giật tóc móc mắt của Blacklaw khi mà hay quá luôn. Rồi, quả này mình có ghi không? Có ghi được không các bạn? Nghĩ xem, đoán xem, ghi được không? 11 giây, chờ thằng Bắc ra mình sẽ ngồi khoáng luôn. Ấn số 4 2 1 Ulti, tốn thằng. Quá đẹp, một trụ lột. Mình sẽ ngồi tính. Tính. Đừng, chết đấy. Hay quá. Làm gì nào? Chạy đi. Không đánh được. Mình chỉ ngồi nhử thôi. Nhưng mà nếu như về thì làm được cái gì không? Có chứ. Làm về làm nhiều kiểu thứ. Nhưng mà kệ cả đấy, mình cứ chết dần mình xem có bác. Đấy, nhìn đang cà đánh này. Trời ơi. Đấy, nhử đúng không? Đấy, thiêu đốt đàm. Một pha rap hay. Ôi, quy vào. Giết. Trời. Quá hay luôn. Quy phát nữa. Chuẩn rồi, ulti. Chết hai mạng rồi. Rồi, bật block lên, không sợ. À, hồi máu chứ. Có một cái giáp chống sốc chưa mất. Đã hết giáp chống sốc rồi. Đã, đây là ăn cà là ăn nghỉ hưu. Rồi, tiếp theo là Alpha. Alpha rồi, Alpha. Bây giờ là một pha comeback của Alpha sau khi vừa sinh ra ngoài. Rồi, úp thẳng và AD luôn. Nhưng anh ấy thích đánh SP hơn. Tại vì từ nãy giờ thích úp SP nhất. Đó. Rồi, bây giờ sẽ là so đẩy đường thẳng nhà, đập nát nhà, giật tóc móc mắt em ạ. Nào, tiếp theo. Rồi, win chắc rồi. Bây giờ mình chỉ việc đợi đi đến đây thôi. Đừng bắt lấy nhau em ơi, bắt lấy nhau em ơi. Đấy, để báo cáo cho thêm bạn như thế. Bắt cái nhà là cái quan trọng nhất. Cái nhà là cái mà phải bắn. Đấy, Alpha. Rồi, các bạn ơi, đừng để chết. Số 1, số 2, số 3, số 4. Đắp nhà. Trời ơi. Win rồi. Đau một pha đánh quá hay của Anka, like cho bạn, cộng thêm kết bạn nữa bạn. Nếu như mà gặp bạn này ở trên group Việt Nam thì quá tuyệt vời. Tất cả mọi người đều đánh hay, trừ thằng Melin ra nhá, thằng Melin đánh cực kỳ luôn. Đó, tem bạn của Vox đánh rất hay, Kinetic đánh không hay. Đó,